Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát có thể hành như vậy thì không bị tất cả thế gian trời người Atula vân vân chinh phục mà ngược lại có thể chiến thắng họ. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát có thể hành như vậy thì không bị Thanh Văn độc giác chinh phục, ngược lại có thể chinh phục được họ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đã được an trụ vào địa vị không có thể chinh phục, đó là địa vị ly sanh của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy thường trụ trong tác ý của trí nhất thiết trí nên không bị ai chinh phục. Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát ấy hành như vậy thì được gần gũi với trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển diệu pháp vân, độ các loài hữu tình.